Cho nên, tiếc núi là cái gì đây? Là Bled bị chấn thương cơ bắp cấp 3, nước mắt rơi xuống giải đấu kim cương Dulac. Là năm 02 ở La Mã, Ronan bị thay thế trước thời hạn, không khống chế được nước mắt mãnh liệt. Hay Michael Owen, người đã bắt kịp gió nhưng không chạy qua chấn thương và đấu tranh để thoát khỏi đường biên. Là vòng tứ kết đầu tiên, trong buổi họp báo sau trận đấu, Mattie Ronan liên tục nói 11 lỗi của tôi là năm đại diêu 11 tuổi, bất đắc dĩ tuyên bố giải nghệ. Là cô bê 13 năm bị rách gân, phạt bóng xong trở lại phòng thay quần áo, rốt cuộc không khống chế được nước mắt. Hay là lâm điên cùng ông đầu gối, đối mặt với ống kính liên tục nói 6 lần tôi xong rồi. Năm 2000, khi Trần Vũ bước ra khỏi cổng bệnh viện tưởng niệm Giác Sơn ở Miami, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chuẩn bị nói không với tất cả những tiếc núi này. Tiểu thuyết từ khóa thể thao y học, từ Thái Dương Thần Y bắt đầu không đạn cửa sổ, thể thao y học, từ Thái Dương Thần Y bắt đầu TXT toàn tập đao loa, thể thao y học, từ Thái Dương Thần Y bắt đầu chương mới nhất đọc. Chương 1 Ngươi tại sao muốn nhận lời mời đội y? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Gờ răng hiu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Đơn lần hiệu quả trị liệu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Ta sẽ trở lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Dây chằng xé rách Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc chương 6. Gấp 10 cạnh tranh độ khó. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7. Hiêu bị thương lần nữa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8. Ta muốn mời ngươi lại kiểm tra một chút. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9. Xương sụn bị hao tổn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Chúc mừng các ngươi 9.300 vạn đổ xuống sông xuống biển. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.